Xin chào các bạn, mình là mình đến từ learningslide.com. Hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn một cái series mới, đó là mình muốn chia sẻ với các bạn về những cái mẹo, những cái thủ thuật về công nghệ mà mình cho rằng nó rất là hữu ích cho các bạn trong quá trình học tập và làm việc. Thì chủ đề ngày hôm nay mình xin nói về làm cách nào để cho cái lời nhạc hoặc cái lời thoại vào một cái file MP3. Thì như các bạn đã nhìn thấy đây, đó là một cái hình của cái AirPods Nano thế hệ thứ 7, và nó cho phép là mình có thể cho cái lời thoại hiển thị ở đây. Thì đầu tiên, thông thường ấy, thì cái file MP3 rời thì họ không cho lời vào, thì mình phải làm cách nào để mình cho lời vào đó. Thì tại sao mình cần cho cái lời thoại, cái lyric vào trong cái file MP3 hoặc là một cái file WMA vân vân? Thì ở đây, khi chúng ta học ngoại ngữ thì chúng ta thường nghe những cái file file nghe dưới dạng là MP3 trên một số cái thiết bị nó chuyên biệt, ví dụ như là chỉ dành cho nghe để tránh phân tâm. Ví dụ đọc sách thì sẽ dùng Kindle, thì mua riêng cái Kindle, hoặc là nghe nhạc thì dùng cái đọc MP3 hoặc là iPod vân vân. Thì mình sẽ có một số cách. Ví dụ đây, mình có thể sử dụng một cái phần mềm, đó là AIMP, là cái phần mềm miễn phí phát triển cho hệ điều hành Windows và Android từ Nga, hoặc là sử dụng một cái phần mềm rất là nổi tiếng hiện tại để chỉnh sửa những cái tag, những cái trường thông tin ở trong cái file MP3, nó tên là MP3 tag, thì bạn có thể tải tại cái trang MP3 tag chấm DE, hoặc là có thể sử dụng cái iTunes, là cái phần mềm phát triển bởi Apple. Thì bây giờ mình sẽ đi vào ví dụ. Đầu tiên, mình sẽ sử dụng cái phần mềm này, AIMP, là chuyên đọc những cái file nghe nhạc, những cái file audio. Thì mình đã cài và mình sẽ đây. Đây là một cái bài tiếng Pháp mà mình đang nghe. Thì khi mình đã cho nó vào trong cái thư viện này, thì mình kích chuột phải vào đây. Và đây là cái label. À no, à sorry. File info. Và file info thì các bạn sẽ tìm thấy cái thẻ lyric như này. Thì bạn chỉ cần chép cái file copy và paste vào đây. Khi bạn có một cái file ở trong, ví dụ như là bạn có một cái file txt chẳng hạn, hoặc bạn chép ở trong cái file word chẳng hạn, mình copy vào đó, bạn ok, save vào là được. Cách thứ hai đó là mình sẽ sử dụng cái MP3 tag. Thì đây, MP3 tag mình bật giao diện nó như thế này. Thì ví dụ như là mình muốn gắn lời cho cái file đầu tiên này, thì mình kích chuột phải và vào cái extend tag, mình sẽ vào đây add field, thêm cái trường. Thì cái trường mình ở đây đó là cái trường này, nó tên là unsigned like, như thế này. Mình cho lời vào đây, paste vào đây và sẽ ok là được. Thì ở đây mình đã có từ trước rồi, nên là như này, nó sẽ có như thế này. Thì cái phần mềm này cực kỳ hữu ích, thì bạn có thể thay đổi tất cả các trường, ví dụ như là title hoặc là active. Ở đây bạn có thể thay đổi hết comment hoặc là album, ví dụ thế. Thì cái này mình sẽ nói chi tiết thêm vào bài chia sẻ lần sau. Thế là làm cách nào để có thể gán một cách tự động tất cả các lời riêng rẽ cho từng cái file một cách tự động ở trong cái phần mềm MP3 tag này. Tiếp theo đó là mình sẽ sử dụng cái iTunes. iTunes thì như thế này. Thì mình đã cho cái file vào trong cái thư viện như thế này. Mình kích chuột phải vào cái file này và get info.
Đó, thì phần đây có phần lyrics như này. Thì mình copy và paste vào đây là xong, ok. Tiếp đó thì mình chỉ cần chép những cái file này, đồng bộ nó vào trong cái iPod và mình sẽ được cái công cụ thế này. Khi mình chạm vào cái phần màn hình này thì nó sẽ hiện ra cái lời rất là hữu ích cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bài tiếp theo mình sẽ giới thiệu một cách làm thế nào để mà có thể gắn một cách tự động với tất cả các lời thoại riêng rẽ. Mình có thể tạo những cái file lời lyric tự động dưới cái định dạng TXT và mình sẽ gắn cho vào từng cái file MP3 này mà không phải thông qua cái việc chọn kích chuột phải rồi là chọn những cái miền để gắn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.